Hello, xin chào mọi người. Hôm nay trời cũng chuyển mưa, ôi cái rủ nha em. Nói hôm bữa em cho chị cá chép đó, hôm nay chị em mình làm cái gì ăn? Tính nấu canh chua mà cái em nó rủ chiên, cái thôi thấy gì chiên giòn, ăn với nước mắm gừng, rồi có ăn kèm với ít gỏi chua với mà xồi sống nữa. Có thêm cái món ruột nhồi với mà huyết á, bên đây nó gọi là món sun te á. Mà sun te này gọi là cô ki sun te. Thì ba chị em nhậu với rượu nếp có nhiều mồi đó đó. Bữa nay là no mồi luôn chứ không phải no gì rượu nha. Tại rượu nếp nó cũng không có say gì mấy mà dễ uống ngọt ngọt lợ lợ vậy đó. Thằng bé ở sớm là chơi ngồi camera làm kiểu làm viên nghe máy của gì á. Nhìn thấy ghét không, cưng ghê chưa, sexy không mọi người, áo mặc áo bị rớt dai đó. Giỡn đó, có gì ăn chứ, để con ăn cái chứ gương rồi có đẹp không nghe, vừa coi mà vừa làm viên nữa, vừa ăn vừa làm viên mọi người. Ở sớm thì có ba chị em lâu lâu cái rủ nhau làm món này món kia gì đó ăn cũng vui. Mình đi làm về mà cũng có thời gian buổi tối vậy nè, rồi cái ba chị em xúm lại làm cũng được bữa tiệc nho nhỏ, quay cái clip ngắn ngắn để cho mọi người xem giải trí nha. Rồi vừa ăn vừa tán gẫu. Thì dạo này ở bên Hàn Quốc thì trời cũng ấm áp lên rồi, mùa mùa xuân rồi, do ấm rồi, nhưng mà hôm nay trời chỉ mưa ui cái cũng hơi lạnh tí, nhưng mà không có lạnh, không ở ngoài thì cũng được 10 độ, ở trong nhà thì cũng không có lạnh gì mấy. Đi làm về đói bụng mà gặp thêm cái món món cá chiên xù rồi nè. Nó ngon rồi, ăn cộng nước mắm gừng nữa. Lâu lắm rồi mới ăn cá chép, mới ăn cá xong rồi. Cá này là cá chép hôm bữa chồng của nhỏ em nó chia, nó câu được chín á, rồi nó mặn sẵn nó đưa cho mình hết trơn, nghĩ đây về là chỉ là rửa lại quận 2 nữa cái là chiên giòn lên. Quay lại món nhồi trường, còn nhồi mình ăn cũng gần tàn tiệc rồi. Ăn tàn tiệc rồi mới đem quay lại gần đoạn cuối. Ba chị em nhậu mà từ lúc con trai mình nó đi học, lúc nó đi học mà nó học xong cái nó về, nó tinh thần mệt á, nó tinh thần mệt mà gặp có mấy gì trong nhà nên không dám than, tại học đánh giỏi về quấn tập luyện ở trong đó đó, nó về nó ngày nào nó cũng than mệt đó nè, có hôm nay có khách nên nó không có than gì hết, về liệu xịu bước vô ra thay đồ đi.